Thuốc tiêu hóa thức ăn là loại thuốc có tác dụng hỗ trợ phân giải thức ăn và tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng từ thức ăn cho cơ thể. Bạn sẽ không phải lo lắng cho mình hay những người thân trong gia đình bị thiếu chất hay suy nhược cơ thể nữa. Hãy cùng tìm hiểu về thuốc tiêu hóa thức ăn tại video dưới đây. 1. Thuốc tiêu hóa thức ăn hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng. Khi chúng ta ăn là lúc chúng ta được bổ sung các loại chất dinh dưỡng khác nhau nuôi cơ thể. Tuy nhiên, một số người không tiêu hóa được các loại thức ăn bổ sung vào cơ thể dẫn đến vấn thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết như vitamin và khoáng chất. Một bữa ăn có chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng và hấp thu đầy đủ được các chất dinh dưỡng này sẽ giúp cho hệ tiêu hóa được khỏe mạnh và hoạt động trơn tru hơn. Nhờ đó mà nó cũng dễ dàng tiêu hóa được các thức ăn hàng ngày nạp vào cơ thể. Khi cơ thể thiếu một chất nào đó do quá trình tiêu hóa thức ăn không được thực hiện sẽ dẫn đến hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, sẽ cảm giác ăn không ngon miệng và giảm kích thích được vị giác, do đó thuốc tiêu hóa sẽ trở thành cứu tinh trong trường hợp này. Nó giúp tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể phát triển hoạt động khỏe mạnh. Quá trình sử dụng thuốc tiêu hóa thức ăn diễn ra trong cơ thể. Tiêu hóa thức ăn thực ra là một quá trình trao đổi các chất và được chia làm hai loại nhỏ hơn là tiêu hóa cơ học và tiêu hóa mang tính chất hóa học. Đầu tiên, thuốc tiêu hóa thức ăn sẽ giúp các thức ăn lớn tác động cơ học phá vỡ các cấu trúc vật lý thành những miếng nhỏ hơn và bắt đầu được các enzyme tiêu hóa phân giải. Các thuốc tiêu hóa thức ăn tiếp đó được các enzyme thức ăn thành các phân tử nhỏ hơn nữa, khiến cho cơ thể dễ hấp thu thức ăn nhiều nhất. Tác dụng của thuốc tiêu hóa thức ăn thường nhằm với mục đích giúp trẻ hay ăn chóng lớn và tăng cân. Ngày nay, thuốc tiêu hóa thức ăn cho trẻ thường được xuất hiện dưới dạng các loại men tiêu hóa bổ sung nhiều các vitamin và khoáng chất, lợi khuẩn để hỗ trợ tiêu hóa và giảm tình trạng gây rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Thuốc tiêu hóa thức ăn cho trẻ an toàn hiệu quả. 1. Men tiêu hóa Amano Enzyme Gold Nhật Bản. Tình trạng trẻ biếng ăn, gầy yếu hay suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa sẽ gây nên những hậu quả nghiêm trọng trong các cơn đau bụng. Vấn đề này do nhiều nguyên nhân. Có thể là trẻ bị thiếu hụt các enzyme tiêu hóa thức ăn, nên thức ăn không tiêu hóa được và tồn đọng trong cơ thể gây ra triệu chứng đầy hơi, chướng bụng và rối loạn tiêu hóa. Men tiêu hóa Amano Enzyme Gold Nhật Bản giúp bổ sung các enzyme tiêu hóa cần thiết cho cơ thể như lactase, amylase, protease, CSO cơ thể giúp tiêu hóa các loại thức ăn. Ngoài ra nó còn bổ sung thêm đa bào tử lợi khuẩn giúp tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa, giúp cho việc tiêu hóa thức ăn được trở lên dễ dàng hơn. Lợi khuẩn còn có tác dụng kháng sinh nên có thể làm tăng sức đề kháng cho cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus. Không chỉ chứa các loại men tiêu hóa, sản phẩm còn được bổ sung các vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Các chất có tác dụng kích thích trẻ ăn ngon miệng như taurin, lysin, kẽm. Vitamin nhóm B giúp trẻ tăng sức ăn, tăng cường tiêu hóa thức ăn. Đây có thể nói là một men tiêu hóa cho trẻ phát triển toàn diện cả về cân nặng, lần chiều cao và trí tuệ nhờ việc bổ sung các thành phần có tác dụng tăng phát triển chiều cao ở trẻ nhỏ như canxi và vitamin D3 cùng chất quan trọng để phát triển trí não như DHA. 2. Siro Kids Bio Lysin. Sản phẩm bổ sung các chất như taurin, lysin, kẽm, vitamin nhóm B giúp kích thích ăn ngon ở trẻ, từ đó tăng cường hấp thu dưỡng chất nhờ tăng tiêu hóa thức ăn. Nó sẽ khắc phục được tình trạng khó chịu, không hấp thu được các chất dinh dưỡng, đầy bụng, khó tiêu gây ảnh hưởng đến chức năng dạ dày và khiến những cơn đau trầm trọng hơn. Đặc biệt, sản phẩm cũng giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, nâng cao sức đề kháng cho những trẻ gầy yếu dễ bị ốm, suy nhược cơ thể. Ba Laru dinh chai. Đây là một loại thực phẩm chức năng dưới dạng siro uống giúp tăng cường hệ tiêu hóa cho trẻ và nâng cao sự hấp thu các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Ngoài ra nó còn chứa các thành phần như kẽm có tác dụng kích thích trẻ ăn ngon miệng và DHA tăng cường trí não quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Sản phẩm có thể giúp cải thiện tình trạng còi xương hay xanh xao, gây yếu ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Nó rất an toàn khi sử dụng và cũng mang lại hiệu quả cao cho người dùng. Do đó đây là sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường. Thuốc tiêu hóa thức ăn cho trẻ không chỉ dừng lại ở việc bổ sung các enzyme tiêu hóa mà ngày nay thuốc tiêu hóa thức ăn là việc tích hợp nhiều thành phần giúp cho trẻ ăn ngon miệng, tăng cường hấp thu chất dinh dưỡng và có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Trên đây là một số tìm hiểu về thuốc tiêu hóa thức ăn cho mẹ có thể tham khảo. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc và cần được tư vấn thêm hãy liên hệ với tôi qua hotline 0929197777 để được tôi tư vấn miễn phí ngay hôm nay. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.